Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11, tiến hành theo hai đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, 15 nhóm nội dung về xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát quyết định vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đây cũng là kỳ họp dự kiến khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét quyết định nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Trên tinh thần đó, với phương châm chủ động từ sớm từ xa, đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành các nội dung liên quan chương trình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng tham gia kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Theo chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tập trung cao cho công tác lập pháp, Quốc hội xem xét thông qua 16 dự án luật, trong đó 11 dự án luật đã cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tham gia cùng quá trình này, suốt 2 tháng qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tích cực tổ chức lấy ý kiến hàng loạt dự thảo luật. Trong đó, có những dự án luật giữ vai trò quan trọng mới được xây dựng lần đầu, như luật tư pháp người chưa thành niên, luật phòng không nhân dân. Thì có thể nói là tại kỳ họp thứ 8 này, các cái đại biểu sẽ tham gia để cho ý kiến và thông qua 11 cái dự án luật đã cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp lần thứ 7. Còn đối với các cái dự án mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị đó, thì tại kỳ họp lần thứ 8 sẽ có là 16 cái dự án luật. Ngoài ra thì cũng có thể là đang chuẩn bị bổ sung thêm những cái dự án luật mà đủ cái hồ sơ theo quy định. Thì trên cơ sở cái chương trình chuẩn bị đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành hội thảo để lấy ý kiến rất nhiều các cái dự án luật. Theo đó, cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể xã hội, nghề nghiệp được mời dự hội thảo phù hợp với từng lĩnh vực của dự án luật. Đại biểu đều nghiêm túc nghiên cứu dự thảo, góp ý kiến sâu sắc có giá trị, đây là điều kiện thuận lợi tập hợp trí tuệ toàn dân để góp phần hoàn thiện dự thảo luật nói riêng, công tác lập pháp của Quốc hội nói chung. Trong đó, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh là hai đơn vị gần như đóng vai trò chủ chốt trong các hội thảo, đóng góp 100% dự thảo luật được lấy ý kiến. Từ một số vấn đề chung, tên gọi của luật, giải thích từ ngữ, đến góp ý cụ thể nhiều điều khoản, thậm chí đề xuất kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, cho thấy các luật sư, luật gia dành thời gian trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong môi trường pháp lý để đặt thêm viên gạch vào công cuộc xây dựng hệ thống pháp lý của Việt Nam. Đại biểu thuộc sở, ban ngành, doanh nghiệp vận dụng kinh nghiệm công tác, nêu bật vướng mắc khó khăn đang gặp phải trong thực tế, nói lên tiếng nói của cơ sở, làm cho dự thảo luật ngày càng sát hợp, đa chiều. Trong thời gian vừa qua đó, thì qua cái theo dõi cũng như là chủ trì các cái buổi hội thảo, đoàn đại biểu Quốc hội nhận thấy rằng là đối với cái việc mà tổ chức lấy ý kiến các cái dự án luật đó, thì các cái vị đại biểu mà tham dự hội thảo đều rất là trăn trở, nghiêm túc và có những ý kiến góp ý đối với dự án luật rất là sâu sắc. Có thể nói là đó là một điều kiện để góp phần chúng ta hoàn thiện hơn các cái dự thảo luật, trong cái điều kiện là sẽ chuyển những cái nội dung đó để chúng ta thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 7, thứ 8. Tất cả ý kiến đều được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận, đồng thời đa soát lại điều khoản, chương, sự cần thiết của dự án luật. Vấn đề cụ thể, chi tiết giúp cho quá trình thảo luận của đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 8 đạt chất lượng cao nhất. Kỳ vọng rằng, khi được Quốc hội thông qua, luật sẽ đi vào đời sống, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đất nước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, 9 tháng của năm 2024, thiên tai trên địa bàn tỉnh làm thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng, trong đó một người bị cây ngã gây tử vong trên địa bàn huyện Chợ Mới và 3 người bị thương nhẹ trên địa bàn thị xã Tân Châu. Về thiệt hại nhà ở, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ mưa dông, làm thiệt hại 307 căn nhà ở bị sập, tốc mái, ước thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng. Thiệt hại nông nghiệp hơn 10,2 hectare rau màu và 0,7 hectare cam trái bị đổ ngã trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tịnh Biên. Về tình hình sạt lở, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ sạt lở, sụp lún đất bờ kênh, rạch với chiều dài 1.339 m, ảnh hưởng 34 căn nhà ở của người dân sống trong khu vực sạt lở, ước giá trị thiệt hại về đất khoảng 880 triệu đồng. Nguyên nhân các vụ sạt lở do nước lũ dâng cao tạo dòng chảy xiết, gây xói lở hai bên bờ và đáy sông, kênh rạch. Mặt khác, do nền đất yếu, mái bờ sông
kênh, dốc đứng, các phương tiện thủy qua lại tạo sóng mạnh, làm tăng nguy cơ gây sạt lở. Bí thư Quận ủy An Phú Quách Tố Giang cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện An Phú vừa đến khảo sát khu vực sạt lở tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu để có phương án khắc phục. Trước đó, ngày 12 tháng 10, tại ấp Phú Thành đã xảy ra sạt lở đất bờ Tây sông Hậu. Tại vị trí đã sạt lở trước đó, nay tiếp tục sạt lở thêm. Cách đồn biên phòng Phú Hữu khoảng 300m, với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 5m, cách lộ giao thông nông thôn khoảng 2,5m. Khả năng trong thời gian tới, đoạn này sẽ tiếp tục sạt lở, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường giao thông nông thôn chính của xã và nhà của người dân đang sinh sống tại khu vực này. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tiến hành căng dây rào chắn đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực này. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang chỉ đạo địa phương tiếp tục huy động lực lượng rào chắn gia cố nhằm hạn chế sạt lở, có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.